Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước chi tiết Honda Hornet CB350 2020 đã sẵn sàng cho thị trường Việt Nam với mức giá cực kỳ yêu thương. Cái chiếc xế nổ hoàn toàn mới Honda Hornet CB350 2020 đã bắt đầu chính thức được bán thị trường, tạo cái sự cạnh tranh trực tiếp trong đăng ký Ronro Anfield Active 350. Sau một thời gian ngắn được ra mắt, thì Honda Hornet CB350 2020 đã sẵn sàng giao tới ngay người tiêu dùng tại thị trường Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ. Cái mẫu xe này cũng được sẽ có khả năng sản xuất ra các thị trường khác, đặc biệt là Việt Nam. Hornet CB350 2020 đối đầu trực tiếp của một cái dòng xe nổ cổ điển là Ronro Anfield Classic 350. Xe có một thiết kế cổ điển cùng có cái đèn pha LED hoàn toàn, cái đèn xi nhan phong cách cổ điển. Xe được trang bị trên Hornet CB350 bao gồm như cái bình xăng thiết kế mượt mà hơn, cái gương chiếu hậu cũng tròn cổ điển, yên ngồi đơn, cái tấm ốp bên và đèn hậu. Xe cũng có cái cụm đồng hồ bán kỹ thuật số với một cái cụm đồng hồ đọc công tơ mét analog. Honda Hornet CB350 2020 cũng là một trong những số ít các dòng xe cùng khúc lần đầu tiên trang bị tính năng kết nối với Bluetooth. Tính năng này cho phép các lái xe có thể tận hưởng được rất nhiều chức năng hữu ích như định vị, kết nối cuộc gọi và nghe nhạc. Ở cái góc độ động cơ thì Hornet CB350 2010 có một cái sức mạnh đến từ cái động cơ xăng đơn, dung tích thật là 348cc làm mát bằng không khí, cho ra cái công suất là 21 mã lực, mô men xoắn cực đại là khoảng 30 Nm, đi cùng hộp số còn tay nâng cấp. Các chiếc Honda Hornet CB350 2020 sẽ bao gồm tới hai cái phiên bản, bao gồm DFX và DFX Pro, có mức giá bán lẻ lần lượt đổ ra Việt Nam là 58.400.000 đồng và 61.500.000 đồng tại thị trường Ấn Độ. Xe sẽ có nhiều màu sắc cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, bao gồm như xám kim loại, trắng xanh, bạc đen, vân vân. Và tại thị trường Nam Á này thì Honda Hornet CB350 2020 sẽ cạnh tranh trực tiếp các mẫu nặng ký như Ronro Anfield Classic 350 hay là Bentley Imperial 400. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like và subscribe.